Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tin đặc biệt trong chương trình: Đại án ký test COVID-19 Việt Á, những đồng chí đã bị lộ sắp lĩnh án. Người dân vẫn chờ đợi lôi ra những đồng chí chưa bị lộ là cán bộ chóp bu nằm trong Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhóm F0 này cần đi khám sơ phổi hậu COVID-19 ngay. Trung Quốc tiếp tục phong tỏa từng phần thành phố Thượng Hải để bảo vệ chiến dịch Zero Covid. Thêm gần 92.000 ca nhiễm COVID-19. Thưa các đồng chí đã bị lộ và chưa bị lộ là câu nói hài hước ám chỉ cán bộ chỉ trong sạch khi chưa bị phát giác ra những hành vi tiêu cực của mình. Vâng thưa quý vị, câu nói này lần đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng chừng 10 năm tại một kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên đến thời điểm này đây vẫn còn giữ nguyên tính thời sự của nó trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Và không đâu khác là đại án ký test COVID-19 Việt Á. Những đồng chí đã bị lộ, chúng ta có thể kể đến hàng loạt các vị giám đốc CDC, các đồng chí cấp tướng cấp tá tại Học viện Quân y. Những vị này đương nhiên là khó thoát tội rồi. Điều mà dư luận quan tâm lúc này là tại sao những đồng chí chưa bị lộ nằm trong Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Thực tế những đồng chí chưa bị lộ này được đánh giá mới thực sự là những đồng chí chủ mưu giúp sức cho Việt Á bòn rút của nước của dân trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Chúng ta sẽ cùng bàn luận về các đồng chí đã bị lộ và chưa bị lộ trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thêm gần 92.000 ca nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Bộ Y tế công bố 91.916 ca nhiễm tại 61 tỉnh thành. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 10.252 ca bệnh trong ngày. Tiếp đó là Bắc Giang 3.997 ca, Yên Bái 3.977 ca, Nghệ An 3.976, Đắk Lắk 3.909. Số ca nhiễm mới trung bình ghi nhận 7 ngày qua là 116.330 ca một ngày. Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 48 ca không qua khỏi. Số ca không qua khỏi trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 61 ca. Tổng số ca không qua khỏi tại Việt Nam tính đến nay là 42.306 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.447 ca. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhóm F0 này cần đi khám sơ phổi hậu COVID-19 ngay. Thưa quý vị, thực tế hiện nay nhiều F0 sau khi khỏi bệnh bị sơ phổi, đến bệnh viện thì đã ở trong tình trạng nặng, phổi trắng xóa, nhập viện phải thở máy, chạy ECMO tim phổi nhân tạo ngay lập tức. Đó là nhận định của tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, trưởng khoa nội hô hấp cơ xương khớp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Theo bác sĩ Hương, không phải ai sau mắc COVID-19 cũng bị sơ phổi. Những đối tượng mắc di chứng sơ phổi thường gặp phải ở các F0 mà bệnh chuyển sang giai đoạn 2, tức là sau 5 ngày mắc bệnh, kể cả khi đã âm tính. Hiện nay rất nhiều F0 để bệnh tiến triển sang giai đoạn 2 vẫn điều trị tại nhà. Nhóm này rất dễ gặp phải tổn thương phổi nói riêng và các cơ quan khác nói chung. Ngoài ra, nếu ai ở nhóm nguy cơ, tức là nhiễm COVID-19 nặng phải nhập viện, thở máy, thở oxy kéo dài, có những can thiệp xâm lấn khác như là ECMO hoặc trước đó từng bị bệnh phổi, những đối tượng này nên đi khám bác sĩ sau 1 tháng khi đã khỏi bệnh. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Tin đặc biệt trong chương trình: Đại án ký test COVID-19 Việt Á, những đồng chí đã bị lộ sắp lĩnh án. Người dân vẫn chờ đợi lôi ra những đồng chí chưa bị lộ là cán bộ chóp bu nằm trong Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Thưa quý vị, trước khi bàn luận về các đồng chí chưa bị lộ nằm trong Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ, hãy cùng cập nhật những tình hình mới nhất về các đồng chí đã bị lộ là các giám đốc CDC trong vụ ký test COVID-19 Việt Á đã từng thổ lộ những gì. Mới ngày hôm qua thôi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định khai trừ khỏi Đảng với ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC, về việc sai phạm trong vụ đấu thầu mua bán ký test COVID-19 Việt Á. Nói đến ông Định, ai cũng biết về câu nói nổi tiếng của ông về sự trong sạch. Ông này từng quả quyết trước khi bị bắt rằng: "Tôi khẳng định chưa bao giờ nhận khoản tiền nào từ Việt Á liên quan đến kit test COVID-19 cả." Phía CDC đang rà soát lại nội bộ xem có chỗ nào trong đấu thầu kit test có vấn đề không để điều tra làm rõ. Vẫn vụ kit test COVID-19 Việt Á, ông Hoàng Văn Đức, giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế cũng từng một mực khẳng định: "Tôi không nhận từ công ty Việt Á một đồng nào cả. Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê thôi, tôi đi tù cũng xứng đáng." Và thế rồi bây giờ, ông này chuẩn bị đi tù thật.
Tiếp đến là những đồng chí chưa bị lộ trong đại án ký test COVID-19 này. Vì các đồng chí này chưa bị lộ nên chúng ta không thể gọi đích danh là ai được. Kết luận phải đợi cơ quan điều tra. Nhưng nhiều khả năng là các đồng chí này nằm trong Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhớ lại cách đây khoảng 2 năm, trong tình hình cấp thiết chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó là ông Chu Ngọc Anh, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã ký quyết định phê duyệt đề tài cấp quốc gia nghiên cứu kit test COVID-19 cho Học viện Quân y và Việt Á. Sau đó, cũng vì tính cấp thiết của chiến lược chống dịch mà lãnh đạo Bộ Y tế cấp phép thần tốc giới thiệu kit test Việt Á đến hàng loạt tỉnh thành trên cả nước với vị trí số 1 trong bảng danh sách các loại kit test. Cùng thời gian này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng tải tin giả quảng cáo kit test COVID-19 Việt Á được WHO chấp thuận. Trong khi đó, loại kit test này bị WHO đánh giá là chưa đạt tiêu chuẩn. Để rồi mãi sau này, người ta mới biết kit test này được nhập từ Trung Quốc về với giá hơn 20.000 đồng một kit, chứ cũng chẳng phải là nghiên cứu sản xuất gì. Ấy vậy mà, vẫn được Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như là Bộ Y tế thông qua và đánh giá rất cao. Dù các đồng chí chưa bị lộ này vẫn chưa rõ là ai, nhưng chắc chắn không dễ để lôi họ ra ánh sáng. Tuy nhiên chúng ta đều hy vọng rằng, với tinh thần chỉ đạo không vùng cấm từ Tổng Bí Thư, từ Chủ tịch nước, từ Thủ tướng Chính phủ, những đồng chí chưa bị lộ này sẽ sớm trở thành những đồng chí đã bị lộ. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Trung Quốc tiếp tục phong tỏa từng phần thành phố Thượng Hải để bảo vệ chiến dịch Zero Covid. Thưa quý vị, thành phố Thượng Hải thông báo sẽ áp lệnh phong tỏa theo hai giai đoạn nhằm kiềm chế đợt bùng phát COVID-19 do biến chủng Omicron gây ra. Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Hoa với 25 triệu dân, sẽ đóng cửa nửa phía đông trong 5 ngày bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 để thực hiện xét nghiệm cho dân cư tại khu vực này. Sau đó, lệnh phong tỏa tương tự sẽ được thực hiện ở khu vực phía Tây từ mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 5 tháng 4. Người dân được yêu cầu ở nhà, trừ những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ quan trọng, cấp bách, xe buýt, taxi và hệ thống tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động. Thượng Hải cho đến nay đã tránh áp phong tỏa hoàn toàn. Giới chức cho biết họ phải giữ cho cảng và trung tâm tài chính này hoạt động vì lợi ích của nền kinh tế quốc gia và toàn cầu. Họ đã thực hiện biện pháp phong tỏa các khu dân cư trong 48 tiếng, kết hợp với xét nghiệm quy mô lớn. Tuy nhiên vì những biện pháp này chưa thể giúp Thượng Hải kiềm chế virus, chính quyền thành phố thông báo biện pháp phong tỏa từng phần được thực hiện nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân. Đồng thời loại bỏ tận gốc các ca lây nhiễm càng sớm càng tốt. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.